Hello, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Mời mọi người cùng nghe tiếp truyện Nghịch Thiên Chí Tôn tập 360. Đàm Vân đánh giết Thái Vĩnh Xương về sau, sợi tóc múa ở giữa, linh thức bao phủ phương viên ngàn vạn dặm vĩnh hằng bí cảnh, không thể nghi ngờ nói, ngày hiện tại, tất cả thần phục đệ tử, tiến về vĩnh hằng thời không đạo trường, bổn tông chủ có việc tuyên bố. Nói xong, Đàm Vân cùng Hoàng Phủ Thánh Tông một phương chúng cường giả, dẫn đầu đi tới bốn bề toàn núi vĩnh hằng thời không đạo trường. Bóng đêm dần dần đầy, thẳng đến hôm sau giờ thìn, hơn 8 triệu đệ tử mới lần lượt chạy đến, chỉnh chỉnh tề tề ngừng chân tại thời không đạo trường bên trong. Chúng đệ tử nhìn qua đứng lơ lửng trên không thác bạc quánh oánh, bọn hắn sợ ngây người. Bởi vì lúc trước thác bạc quánh oánh chính là vĩnh hằng tiên tông, tất cả tiên môn đệ tử bên trong thực lực xếp hạng thứ nhất, cho nên hơn chính thành nhận biết thác bạc quánh oánh, còn lại chỉ nghe qua nàng phương danh. Quánh oánh, ngươi tới nói đi. Đàm Vân nói. Vân tông chủ. Thác bạc quánh oánh lĩnh mệnh về sau, nhìn xuống hơn 8 triệu đệ tử, thần sắc ra nghiêm nói, chắc hẳn rất nhiều người nhận biết ta, vậy ta tự nói đơn giản một chút, ta bây giờ là Hoàng Phủ Thánh Tông phó tông chủ, ngày hôm đó lên hủy bỏ tất cả vĩnh hằng tiên tông công pháp, sau đó, bản phó tông chủ biết cho các ngươi càng cường đại hơn công pháp tu luyện, ngoài ra, lập tức lên thiên phạt sơn mạch không có vĩnh hằng tiên tông. Vô luận là Hoàng Phủ Bí Cảnh, vẫn là Thần Hồn Bí Cảnh, Vĩnh Hằng Bí Cảnh, đều là Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử, ta tông chủ, tại chinh phục Thần Hồn Tiên Cung về sau, lại mở ra thông hướng Hoàng Phủ Bí Cảnh đường hầm không thời gian, để hai đại bí cảnh đệ tử có thể tự do truyền tống, lẫn nhau ở giữa tăng tiến tình cảm, tương hỗ nghiên cứu thảo luận tu luyện tâm đắc. Tiếp xuống, tông chủ sẽ còn từ Vĩnh Hằng Bí Cảnh, phân biệt mở ra thông hướng Thần Hồn Bí Cảnh, Vĩnh Hằng Bí Cảnh đường hầm không thời gian, nhất trọng yếu là, qua không được bao lâu, tông chủ sẽ còn toàn diện mở ra vĩnh hằng chi địa, vẫn thần hạp cốc, chư thần chiến trường tam đại thí luyện chi địa, lại sẽ còn đem tam đại thí luyện chi địa thí luyện khu vực mở rộng, để các ngươi tiến vào thí luyện, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện. Nói tóm lại, sau này tam đại bí cảnh đệ tử, đều là Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử, cần phải tương kính như tân, cùng chung mối thù, ai dám trái với tông quy hết thảy giết chết bất luận tội. Các ngươi nhớ kỹ, hôm nay các ngươi có thể trở thành Hoàng Phủ Thánh Tông đệ tử, sẽ là các ngươi cả đời vinh hạnh, bởi vì chúng ta tông môn, tương lai sẽ trở thành các ngươi cường đại nhất hậu thuẫn, chúng ta tông môn, sẽ chinh phục thiên phạt đại lục, hiện tại tất cả mọi người nghe lệnh, bái kiến tông chủ, hơn 8 triệu tên đệ tử nghe vậy, nhao nhao đem mình các loại cảm xúc ẩn tàng đáy lòng, hướng Đàm Vân quỳ lạy tam dập đầu, cùng kêu lên hò hét, tiếng vang chấn thiên, rồi đệ tử bái kiến tông chủ, miễn lễ đi. Đàm Vân mỉm cười, để chúng đệ tử sau khi đứng dậy, nhìn về phía thác bạc quánh oánh, nói, thì còn lại ngươi rõ ràng như gì làm a? Rõ ràng. Thác bạc quánh oánh nói, ngày thứ nhất, đem vĩnh hằng tiên tông tông quy hủy bỏ, đem ta tông quy, chế thành ngọc giản cấp cho cấp chúng đệ tử. Thứ hai, từ vĩnh hằng bí cảnh thánh môn đệ tử bên trong chọn lựa cao tầng. Thứ ba, cấp vĩnh hằng bí cảnh các đệ tử, chế tác mới tông phục. Vì khác nhau tam đại bí cảnh đệ tử thân phận, thuộc hạ sẽ để cho Hoàng Phủ Bí Cảnh các đệ tử tông phục bên trên đánh dấu khi Hoàng Phủ chê hai chữ. Thần Hồn Bí Cảnh đệ tử đánh dấu y Thần Hồn y hai chữ, Vĩnh Hằng Bí Cảnh đệ tử đánh dấu y Vĩnh Hằng y hai chữ. Thứ tư, đem Vĩnh Hằng Bí Cảnh các đệ tử cùng Thần Hồn Hoàng Phủ Bí Cảnh bên trong đệ tử, căn cứ thuộc tính chia làm Ngũ Hồn Nhất Mạch, Phong Lôi Nhất Mạch, Cổ Hồn Nhất Mạch, Thú Hồn Nhất Mạch, Thánh Hồn Nhất Mạch, tăng thêm Đan, Trận, Khí, Phù bốn mạch, sẽ còn thành lập Công Hung Nhất Mạch, Thú Tộc một mạch, Trung Thập Nhất Mạch. Thứ năm, thuộc hạ sẽ an bài Hoàng Phủ Bí Cảnh bên trong thần mạch cảnh, thần vực cảnh cường giả, trước phân biệt tiến vào chư thần chiến trường, vẫn thần hạp cốc, đem đệ tử thí luyện khu vực, từ ngàn vạn dặm khuếch trương đến phương viên trăm ức dặm. Thứ sáu, tông chủ ngài mở tốt, tiến về Hoàng Phủ, thần hồn hai đại bí cảnh truyền tống trận về sau, thuộc hạ biết sai người tiến vào Vĩnh Hằng Chi Địa, đem Vĩnh Hằng Chi Địa thí luyện khu vực, cũng tạm thời khuếch trương đến phương viên trăm ức dặm. Thứ bảy, đợi tam đại thí luyện chi địa thí luyện khu vực khuếch trương hoàn tất về sau, liền có thể toàn diện mở ra thí luyện hình thức, để tam đại bí cảnh đệ tử tùy ý tiến vào thí luyện, tìm kiếm thiên tài địa bảo. Thứ 8, thuộc hạ biết triệu tập tất cả đi ngược chiều thải linh quán có tâm đắc người, tiến vào tam đại bí cảnh, tìm kiếm linh quán, đến thỏa mãn ta tông đệ tử cần muốn. Nghe vậy, Đàm Vân hài lòng gật đầu nói, "Ê tốt, cứ như vậy bố trí đi làm đi." Thác bạc quánh oánh cùng Đàm Vân nói chuyện, ở đây tất cả mọi người nghe vào trong tai, bọn hắn có chút kích động. Làm tiếp xuống thác bạc quánh oánh, đem 13 chủng thuộc tính công pháp ngọc giản xuất ra, để chúng đệ tử phóng thích linh thạch xem xét lúc, bọn hắn cùng lúc trước Thần Hồn Tiên Cung đệ tử, lần thứ nhất nhìn thấy công pháp lúc cảm xúc đồng dạng. Đối mặt cường đại như thế công pháp,
Bọn hắn có kích động nói năng lộn xộn, có kích động phát cuồng, cũng có vui đến phát khóc. Không hề nghi ngờ, công pháp chính là lập tông gốc rễ. Sau đó, Thác Bạc Oánh Oánh bắt đầu công việc lu bù lên. Đàm Vân thì để mấy thú tiến vào Linh Lung Thánh Tháp bên trong nắm chặt thời gian tu luyện. Nam Cung Ngọc Thấm, Đạm Đài Tiên Nhi, Thẩm Tố Băng, Thẩm Tố Trinh thì giúp Thác Bạc Oánh Oánh cùng một chỗ xử lý sự vụ. Mà Đàm Vân thì đem bí cảnh chi môn bên trên nguyên bản cấm chỉ trận pháp xóa đi về sau, lại hao phí 10 ngày nhanh chóng bố trí 12 Long Hoàng song đỉnh phòng ngự trận pháp. Chỉ có Đàm Vân rõ ràng, này phòng ngự trận chính là dùng tại bí cảnh chi môn bên trên, trận pháp mạnh mẽ nhất. Cũng là Đàm Vân tại thế gian vị diện, có khả năng bố trí xuất mạnh nhất phòng ngự cấm chỉ trận. Bởi vì cường đại tới đâu một điểm phòng ngự cấm chỉ trận, Đàm Vân dùng linh lực căn bản bố trí không ra, chỉ có hắn phi thăng tiên giới, thu nạp tiên nguyên về sau, mới có thể lấy tiên nguyên bố trí ra. Bố trí tốt bí cảnh chi môn cấm chỉ phòng ngự trận pháp về sau, Đàm Vân để Tố Băng bọn người trước bế quan tu luyện, mà hắn thì bắt đầu thủ mở, thông hướng Hoàng Phủ bí cảnh đường hầm không thời gian. Vĩnh Hằng bí cảnh đến Hoàng Phủ bí cảnh khoảng cách, cùng Thần Hồn bí cảnh đến Hoàng Phủ bí cảnh khoảng cách không kém bao nhiêu, Đàm Vân hao phí thời gian 1 năm rưỡi, liền đem hai đại bí cảnh đã thông. Vĩnh Hằng bí cảnh cách ly Thần Hồn bí cảnh khá gần, cho nên, lấy Đàm Vân tốc độ, vẻn vẹn tốn thời gian 20 ngày, liền mở ra thông hướng Thần Hồn bí cảnh đường hầm không thời gian. Từ đó tam đại bí cảnh rốt cục đã thông. Bây giờ không hề nghi ngờ, Hoàng Phủ Thánh Tông chính là Thiên Phạt Sơn Mạch tuyệt đối bá chủ. Hoàng Phủ Thánh Tông tam đại bí cảnh tông môn đệ tử đã đạt đến 26 triệu chi cự. Mà giờ khắc này, Thác Bạc Oánh Oánh đã mệnh lệnh, Hoàng Phủ bí cảnh bên trong cao tầng, phân biệt tiến vào Vẫn Thần Hạp Cốc, Chư Thần Chiến Trường, Vĩnh Hằng Chi Địa bắt đầu, khuếch trương đệ tử nhóm thí luyện khu vực. Cũng an bài mấy chục vạn đệ tử, tiến vào tam đại Chư Thần Chiến Trường di chỉ, bắt đầu thăm dò Linh Quán Nguyên, hy vọng sớm ngày phát hiện Linh Quán, tiến tới khai thác. Lúc này Đàm Vân cũng không bế quan, mà là tìm được đang lúc bế quan Nam Cung Ngọc Thấm, hai người tay trong tay, giống như là thần tiên quyến lữ thông qua Vĩnh Hằng thời không thánh trận đường hầm không thời gian, đạt tới Vĩnh Hằng chi địa. Sau đó, Đàm Vân để Thí Thiên Ma Viên xuất quan, chở mình cùng Nam Cung Ngọc Thấm, một đường hướng Tán Thần Thâm Uyên cực tốc bay đi. Mấy chục năm trước, là Kim Long Thần Sư chở Đàm Vân, tiến vào Tán Thần Thâm Uyên chỗ sâu, tìm được 4 chuôi hồng mông thần kiếm, sau đó là Thí Thiên Ma Viên, mang theo Đàm Vân một đường chạy như điên tới Tán Thần Thâm Uyên. Cho nên, Thí Thiên Ma Viên đối với địa hình rất tin tường. Thí Thiên Ma Viên tiến vào Tán Thần Thâm Uyên về sau, xe nhẹ đường quen lăn không bay qua. Tán Thần Thâm Uyên cùng mấy chục năm trước, vẫn như cũ không có gì thay đổi, lâu dài hắc vụ tràn ngập. Trước đó đối Đàm Vân tạo thành cực kỳ cường đại tổn thương hắc vụ, bây giờ theo hắn thực lực tăng nhiều, đã mảy may không chịu được ảnh hưởng. Đàm Vân tính toán thời gian một chút, Thí Thiên Ma Viên tốc độ phi hành, đến chỗ sâu muốn 1 tháng lâu, cho nên hắn cùng Nam Cung Ngọc Thấm lại riêng phần mình tiến vào trong tháp, bế quan tu luyện. Thí Thiên Ma Viên đem hai người tu luyện 2 tòa tháp, thu nhập mình 2 lỗ tai về sau, liền thể nội ma lực dâng trào, một đường hướng hắc vụ tràn ngập trong vực sâu cực tốc bay đi. Bởi vì cái đó tốc độ phi hành cực nhanh, cho nên trong vực sâu đê giai yêu thú căn bản không phát hiện được. Trên đường Thí Thiên Ma Viên gặp được mấy cái lục giai yêu thú, một tiếng e lăng đi. Lục giai yêu thú bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, ngoại trừ rung lẩy bẩy bên ngoài, không dám lên tiếng. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt khoảng cách Đàm Vân tiến vào Tán Thần trong vực sâu đã qua 1 tháng. Thí Thiên Ma Viên mang theo Đàm Vân, Nam Cung Ngọc Thấm cuối cùng đã tới Thâm Uyên chỗ sâu nhất. Đàm Vân cùng Nam Cung Ngọc Thấm bay ra trong tháp về sau, lăng không lơ lửng tại hắc vụ cuồn cuộn Thâm Uyên trong tầng trời thấp. "Chủ nhân, ta cái này đem hắc vụ cho ngài nuốt." Thí Thiên Ma Viên nói xong, mở ra miệng lớn, lập tức vương tròn vo hắc vụ nuốt vào trong bụng. Hắc vụ biến mất lúc, lệnh Nam Cung Ngọc Thấm rung động một màn xuất hiện. Nhưng gặp trong tầm mắt xuất hiện một mảnh tản ra bất khuất ý niệm huyết hồ, cùng một mảnh bi thương ý vị nước hồ. Mà tại huyết hồ trung ương, thì đứng vững vàng một bộ cao tới 10 vạn trượng to lớn hài cốt, từ hài cốt ngoại hình phán đoán, cùng nhân loại có 8 phần tương tự. Mà hài cốt trong tay phải, còn gắt gao nắm chặt một thanh cự kiếm, mũi kiếm đâm vào huyết hồ bên trong. Không khó tưởng tượng cái đó trước khi chết, dùng cự kiếm chống đỡ huyết hồ dưới đáy, không để cho mình ngã xuống. "Đàm Vân, cái đó chính là Hồng Hoang Thần Chủ sao?" Nam Cung Ngọc Thấm thương cảm nói. "Tên của nó gọi Bất Hủ." Đàm Vân tinh mâu bên trong có doanh doanh lệ quang, e mặt khác hai mảnh nước hồ là Bất Hủ nước mắt biến thành, đây một mảnh huyết hồ, là Bất Hủ huyết dịch, cái đó từng tại Hồng Mông Thần Giới,
Vì ta lập xuống hách hách chiến công, cho nên ta cho nó lấy tên gọi bất hủ, hy vọng cái đó vạn cổ vĩnh tồn. Thế nhưng là không nghĩ tới, cái đó vẫn là đi. Nam Cung Ngọc Thấm tiến lên một bước, đem Đàm Vân ôm vào trong ngực, an ủi, ngài đừng khó qua, ta được đến truyền thừa bất hủ hồng hoang kiếm quyết, tương lai chúng ta nhất định sẽ giết vào thần giới, vì bất hủ báo thù rửa hận, Đàm Vân trùng điệp gật gật đầu, tiếp lấy hôn một chút Nam Cung Ngọc Thấm cái trán, ôn nhu nói, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi đem bất hủ hồng hoang thần kiếm lấy xuống. Nói xong, Đàm Vân đằng không mà lên vạn trượng, sợi tóc bay lên, linh thức phát tiết mà xuống, bao phủ huyết hồ, hai mảnh lệ hồ về sau, thi triển cách không nhiếp vật. Rầm rầm, rầm rầm, lập tức, hai mảnh lệ chi bên trong hồ, cắt tuôn ra một cổ nước mắt, phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, huyết chi bên trong hồ, một cổ huyết dịch thoát ly mặt hồ, trong hư không cùng hai cổ nước mắt dung hợp lại cùng nhau về sau, hóa thành một cổ thô to 10 trượng, dài đến 100 trượng huyết lệ. Huyết lệ lại một phân thành hai, phân biệt chui vào hồng hoang thần chủ hài cốt trong đôi mắt. Nhất thời, huyết hồ trên không gian chấn động, đón lấy, phương viên vạn trượng huyết hồ bên trong, không còn dâng trào xuất cuồn cuộn hắc vụ. Đàm Vân thở sâu, ngăn chặn lấy bi thương, lại kéo lên 5 vạn dặm hư không, đi tới hồng hoang thần chủ cầm kiếm to lớn hữu thủ cốt cách bên trên. Đón lấy, Đàm Vân hữu quyền oanh tiếp lồng ngực, phun ra một mụn máu về sau, linh thức điều khiển huyết dịch, trong hư không huyển hóa thành một bộ huyền ảo mà thần kỳ đồ án. Đi, Đàm Vân một ý niệm, khi đồ án màu đỏ ngòm liền bay vào hồng hoang thần kiếm bên trong, đón lấy, cảm nhận được hồng hoang thần kiếm truyền đến một cổ huyết mạch tướng ngay cả cảm giác. Tiểu. Đàm Vân thấp giọng tự nói ở giữa, lập tức, cự kiếm bỗng nhiên thu thỏ thành ba thước ba tấc lớn nhỏ bay vào Đàm Vân mi tâm. Mà mất đi thần kiếm chèo chống hồng hoang thần chủ hài cốt, còn như sơn nhạc hướng phía dưới ngã xuống. Đàm Vân hai tay nhô lên thập vạn trượng hài cốt, nhìn xuống Nam Cung Ngọc Thấm nói, Ê Ngọc Thấm, mở một cái mộ huyệt, Nam Cung Ngọc Thấm lăng không mà lên, cầm kiếm tại thâm uyên chỗ sâu, nhanh chóng mở ra một cái đường kính thập mấy vạn trượng mộ huyệt. Đàm Vân đem hồng hoang thần chủ hài cốt, nhẹ nhàng để vào mộ huyệt về sau, lại lấp đất để bất hủ nhập thổ vi an. Sau đó, Đàm Vân cầm kiếm bổ ra một tòa sơn phong, là một cái mộ bia, sừng sững tại mộ huyệt phía trước. Trên bia mộ âm vang hữu lực có khắc ghi hồng hoang thần chủ bất hủ chi mộ, làm tốt đây nhất thiết về sau, Đàm Vân đem hồng hoang thần kiếm tế ra, lại giải trừ đối hồng hoang thần kiếm khống chế, cũng để Nam Cung Ngọc Thấm nhỏ máu nhận chủ. Đàm Vân ôm lấy Nam Cung Ngọc Thấm nói, ngài hồng hoang thần kiếm bên trong khí linh, từ lâu lâm vào ngủ say. Chỉ có tương lai chúng ta đến tiên giới, khí linh hấp thu tiên nguyên sau mới có thể thức tỉnh, đến lúc đó, ngươi dùng hồng hoang thần kiếm thi triển hồng hoang kiếm quyết, uy lực vô tận. Nam Cung Ngọc Thấm trong đôi mắt đẹp lộ ra thật sâu mong đợi, ngài vậy bây giờ đây, hiện tại. Đàm Vân khẽ mỉm cười nói, ngài tuy nói khí linh ngủ say, bất quá ngươi lấy hồng hoang thần kiếm, thi triển hồng hoang kiếm quyết sau uy lực, cũng có thể bạo tăng gấp 3, gấp 3. Nam Cung Ngọc Thấm trừng lớn đôi mắt đẹp, đẹp lay phàm trần trên dung nhan đều là chấn kinh chi sắc, ngài vậy ta chẳng lẽ có thể, lấy vực thai cảnh 7 trọng cảnh giới, diệt sát phổ thông vũ hóa cảnh nhị trọng cường giả. Nam Cung Ngọc Thấm tại Đàm Vân mở đường hầm không thời gian hơn một năm thời gian bên trong, tại giới tử thời không thánh tháp bên trong, từ vực thai cảnh lục trọng tấn thăng thất trọng cảnh. Không sai. Đàm Vân ngữ khí khẳng định. Thật là lợi hại. Nam Cung Ngọc Thấm dáng vẻ vui mừng, đẹp làm cho người khác say mê. Đàm Vân phản phất nghĩ tới điều gì, ôm Nam Cung Ngọc Thấm mềm mại không xương eo nhỏ, bờ môi tại nàng bên tai thổi nhẹ khẩu khí, nghe vậy ta lợi hại sao? Không biết. Nam Cung Ngọc Thấm tiếng như ruồi mũi, một viên trái tim phanh phanh trực nhảy. Không biết. Đàm Vân làm xấu cười một tiếng, ngày lần trước suốt cả đêm ngươi cũng không biết ta lợi hại hay không sao. Vậy được rồi, lần này 3 ngày 3 đêm, để ngươi biết. Nói Đàm Vân bỗng nhiên ôm lấy mềm mại không xương Nam Cung Ngọc Thấm, tế ra Linh Lung Thánh Tháp, ôm nàng tiến vào thập nhị trọng. Linh Lung Thánh Tháp mỗi nhất trọng chỉ có thể chứa đựng một cá nhân tu luyện, như hai người trong tháp thời gian cùng ngoại giới thời gian không thay đổi. Sau 3 ngày, Nam Cung Ngọc Thấm kiều diễm ướt át cùng Đàm Vân, chắc tay bay ra trong tháp. Đón lấy, Đàm Vân cùng Ngọc Thấm phân biệt tiến vào riêng phần mình tháp bên trong tu luyện. Khí Thiên Ma Viên hình thể tăng vọt 900 trượng chi cự, một tay nâng một tòa tháp cao, hướng tán thần thâm uyên bên ngoài bay đi. Một tháng sau, Đàm Vân hai người cùng Khí Thiên Ma Viên về tới Vĩnh Hằng Bí Cảnh, đón lấy, lại thông qua đường hầm không thời gian quay trở về Hoàng Phủ Bí Cảnh. Đàm Vân trở lại Thánh Môn Công Hung Thánh Cảnh số 1 Tiên Cốc về sau, để Thí Thiên Ma Viên tiến vào Linh Lung Thánh Tháp thập nhất trọng tu luyện.
mà hắn tiến vào trong tháp thập nhị trọng bắt đầu bế quan tu luyện. Ngoại giới thời gian 8 tháng về sau, thập nhị trọng trong tháp, ngồi xếp bằng Đàm Vân, bỗng nhiên mở ra hai mắt, toàn thân tràn ngập ra vực thai cảnh bát trọng khí tức. Làm Đàm Vân chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện lúc, thác bạc quánh oánh thanh âm, từ ngoài tháp vang lên, nghe chủ nhân, thuộc hạ có việc bẩm báo, nói. Đàm Vân thản nhiên nói, chủ nhân, thượng cổ mộ dung nhất tộc tộc trưởng mộ dung cổ đạo, cầm công tôn nhược hy mệnh uy hiếp ngài, để ngài trong vòng 3 ngày một mình tiến đến vĩnh hằng bí cảnh bên ngoài, 8.000 vạn bên trong bách hoa cốc, nhưng ngài không đi, hoặc là dẫn người tiến đến, bọn hắn tự sẽ giết công tôn nhược hy. Nghe vậy, Đàm Vân lập tức lửa giận phần thiêu. Giờ phút này, Đàm Vân trong đầu hiện ra, mình năm đó trèo lên thượng tông chủ chi vị lúc, công tôn nhược hy cùng mình cáo biệt tình cảnh. Hình tượng bên trong, công tôn nhược hy bỗng nhiên kiển mũi chân, hôn lên Đàm Vân bờ môi. Công tôn nhược hy một bên rơi lệ, một bên thâm tình nhìn xem Đàm Vân, để ngươi nhớ kỹ, ta công tôn nhược hy đời này không phải ngươi không gả, bất cứ lúc nào ta đều sẽ yêu ngươi, như tương lai ngươi không cưới ta, vậy ta liền cô độc sống quãng đời còn lại. Ký ức hình tượng gián đoạn về sau, ngồi xếp bằng Đàm Vân bỗng nhiên đứng dậy, tinh mâu bên trong toát ra thao thiên sát ý, ngày mộ dung nhất tộc cũng dám cầm nhược hy uy hiếp ta. Lão tử nhất định muốn đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt, Đàm Vân triệt để nổi giận. Tại Đàm Vân trong lòng, thật sự là hắn đối công tôn nhược hy từng có tâm động, nhưng hắn rõ ràng đó cũng không phải yêu. Trong lòng hắn công tôn nhược hy là bạn chí thân của mình. Đàm Vân quả quyết sẽ không ngồi yên không lý đến. Huống chi mình lúc ấy vẫn là nội môn đệ tử lúc, công tôn nhược hy liền một mực yên lặng cảm mến mình. Vô luận là đối với nàng ở vào tâm động, vẫn là hữu nghị quan hệ, lấy Đàm Vân trọng tình trọng nghĩa cá tính, hắn nhất định phải muốn đi. Ầm ầm, tháp cửa mở ra về sau, Đàm Vân sắc mặt tái xanh từ bên trong tháp bay ra, nhìn xem oánh oánh, nghiêm nghị nói, ở ngoại trừ tại thần hồn bí cảnh bên trong tổ phụ, thúc tổ cha bên ngoài, triệu tập toàn tông vực thai cảnh cường giả, trong vòng một canh giờ công hung đạo trường tập hợp, chủ nhân, phùng tộc trưởng cùng phùng tộc đại trưởng lão, đang lúc bế quan bắn vọt vũ hóa cảnh, phải chăng đem hai người bọn họ gọi tới? Thác bạc oánh oánh tất cung tất kính hỏi. Được rồi, đừng quấy rầy bọn hắn. Đàm Vân nói. Vân thưa chủ nhân. Thác bạc oánh oánh lĩnh mệnh về sau, lăng không bay đi. Lão viên, ma nhi, đại khoái đầu, bác đại tộc vương đô đi ra cho ta. Đàm Vân ánh mắt lãnh. Vân thưa chủ nhân, thuộc hạ tuân mệnh, theo từng đạo cung kính thanh âm, 11 thú nhao nhao bay ra linh lung thánh tháp, xuất hiện tại Đàm Vân trước mặt. Bây giờ thí thiên ma viên loáng thoáng, cảm nhận được thập giai sinh trường kỳ bình chướng. Mặc dù chưa tấn thăng sinh trường kỳ, nhưng thực lực so trước đó cường đại ba thành. Kim Long thần sư, ma nhi, vừa mới tấn thăng thập giai sơ sinh kỳ. Thiên La Long Hùng Vương, Thị Huyết Ngô Công Vương, Nhiếp Hồn Tử Điêu Vương, vừa mới tấn thăng cửu giai độ kiếp kỳ. Huyết Hồng Hàn Sư Vương, Chu Tước Hồng Điểu Vương, Bàn Long Hổ Ngạc Vương, Kim Hỏa Yêu Lang Vương, bây giờ đã là cửu giai thành niên kỳ. Lam Giao Long Vương giờ phút này là cửu giai sinh trường kỳ. Một canh giờ sau, Tông Huân Đạo Trường. Vực thai cảnh bây giờ tổng cộng có 170 người. Trong đó Thẩm Tố Trinh, Thiên Lão, Ngụy Quyền, Hoàng Phủ Cô Sùng, Tống Tuệ Hân, Thẩm Tố Băng, cảnh giới tối cao cùng Đàm Vân giống nhau là vực thai cảnh bát trọng. Thác Bạc Quánh Oánh, Nam Cung Ngọc Thấm, Đạm Đài Tiên Nhi, Mục Mộng Nghệ, Trung Ngô Thi Giao, Tiết Tử Yên, Nam Cung Như Tuyết, bây giờ là vực thai cảnh thất trọng. Còn lại chính là vực thai cảnh nhất trọng đến lục trọng người. Ông, Đàm Vân đem cực phẩm linh lung thánh tháp tế ra, hóa thành trăm trượng trôi nổi tại đám người trước người, để toàn bộ tiến vào, sau 3 ngày mang các ngươi huyết tẩy mộ dung nhất tộc, thuộc hạ tuân mệnh, vân thưa chủ nhân, 11 thú cùng chúng cường giả lĩnh mệnh về sau, tiến vào linh lung thánh tháp bên trong, chỉ có Đàm Vân cùng chúng nữ chưa tiến. Đàm Vân phát sinh chuyện gì, làm sao lại đột nhiên quyết định tiến đánh mộ dung nhất tộc? Trung Ngô Thi Giao lo lắng đường. Nâng lên mộ dung nhất tộc, nàng liền nhớ tới sư phụ mộ dung Thi Thi. Thi Giao, mộ dung nhất tộc lấy nhược hy tính mệnh uy hiếp ta, để cho ta một mình tiến về thiên phạt sơn mạch chỗ sâu. Đàm Vân âm thanh lạnh lùng nói, đã từng nể mặt ngươi, ta có nghĩ qua, mộ dung nhất tộc an bài tại ta Hoàng Phủ Thánh Tông gian tế sự tình, có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thế nhưng là bọn hắn ngàn vạn lần không nên, bắt ta bạn thân mệnh đến uy hiếp ta. Bọn hắn đây là tại chơi với lửa có ngày chết cháy. Nghe vậy, Trung Ngô Thi Giao tráng mảnh giao, ngài Đàm Vân, ngươi nghe ta nói, việc này tuyệt đối cùng sư phụ ta không quan hệ, ta tin tưởng ta sư phụ làm người, nàng chính trực thiện lương,
quyết không có thể nào biết không để ý tới Công Tôn sư tỷ cảm thụ, làm ra chuyện như vậy. Đàm Vân nghiến răng nghiến lợi nói, Thi Giao, ta đáp ứng ngươi, như việc này không có quan hệ gì với nàng, ta có thể tha nàng, như có quan hệ, ngươi cũng đừng lại vì nàng cầu tình, ta nhất định để Mộ Dung nhất tộc chó gà không tha. Trung Ngô Thi Giao trầm mặt sau một lúc lâu, nhẹ gật đầu. Đàm Vân, Nhược Hy là cô gái tốt, ngươi có phải hay không thích nàng? Lúc này Thẩm Tố Băng như có điều suy nghĩ nói. Từng có tâm động, còn chưa nói tới thích. Đàm Vân chi tiết nói, cho dù không thích, nàng cùng vẫn là đệ tử lúc ta chính là bạn thân. Huống hồ Mộ Dung nhất tộc, sớm đã mưu đồ tiến đánh ta Hoàng Phủ Thánh Tông. Vô luận như gì, Mộ Dung nhất tộc nhất định phải hủy diệt. Đàm Vân nói xong, liền cùng chúng nữ tiến vào Linh Lung Thánh Tháp bên trong. Đàm Vân từ Thí Thiên Ma Viên trên thân cắt lấy một đám lông đen về sau, liền đem mình ngụy trang thành một cái trường mi, râu quai nón dáng vẻ. Đón lấy, anh tuấn ngũ quan làn da, bắt đầu già yếu, hiển nhiên biến thành một lục tuần lão nhân. Hắn mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì không cho Mộ Dung nhất tộc nhận ra mình. Đợi mình cứu ra Công Tôn Nhược Hy về sau, lại diệt Mộ Dung nhất tộc. Sau đó, Đàm Vân đem cực phẩm Linh Lung Thánh Tháp thu nhập ống tay áo về sau, liền thông qua đường hầm không thời gian đến Vĩnh Hằng Bí Cảnh, sau đó mở ra bí cảnh chi môn, điềm nhiên như không có việc gì bay ra Vĩnh Hằng Bí Cảnh, hướng 8.000 vạn trong ngoài Bách Hoa Cốc phương hướng bay đi. Hôm sau, ngày càng hoàng hôn. Bách Hoa Tiên Cốc sâu đạt 300 vạn dặm, trong cốc kỳ hoa dị thảo đông đảo, hương thơm xông vào mũi, chính là Thiên Phạt Sơn Mạch chỗ sâu có chút nổi danh một chỗ thiên nhiên kỳ quán. Giờ phút này, Bách Hoa Tiên Cốc chỗ sâu đoạn nhai trên vách đá, có một chỗ trăm trượng vuông động phủ. Động phủ cửa vào bị Mộ Dung cổ đạo bố trí huyễn trận, Bách Hoa Tiên Cốc trên không quan sát, căn bản là không có cách phát hiện đoạn nhai trên vách đá động phủ cửa vào. Giờ phút này động phủ chỗ sâu một nhắm đôi mắt đẹp váy xanh nữ tử, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Nàng mắt sáng răng trắng, da thịt hơn tuyết, đai lưng không có thể nhấc ác, có được thiên sứ khuôn mặt, yểu điệu thân thể tản ra mê người lòng say thiên nhiên mỹ cảm. Đây là một cái không thi phấn trang điểm thuần thiên nhiên mỹ nữ, trang điểm vẻ đẹp, phàm là mặc cho gì một nam nhân bình thường đều sẽ vì thế điên đảo. Người này không là người khác, chính là Công Tôn Nhược Hy. Hai ngày trước, Mộ Dung Ninh Khang thừa dịp Công Tôn Nhược Hy không sẵn sàng, cho nàng thi triển cấm linh dược tán. Đã bước vào vực thai cảnh tam trọng Công Tôn Nhược Hy, không có chút nào phòng bị phía dưới, liền bị mê đảo. Nàng ý thức rõ ràng, lại không cách nào động đậy, ngay cả mở mắt khí lực đều không có. Trong động phủ ngoại trừ Công Tôn Nhược Hy bên ngoài, còn có 120 thập tam tên Mộ Dung nhất tộc vực thai cảnh trưởng lão. Tại 120 thập tam tên trưởng lão phía trước, ngừng chân lấy 4 người. Đệ nhất nhân là vực thai cảnh thất trọng Mộ Dung Ninh Khang. Người thứ hai là cha Mộ Dung cổ đạo. Người thứ ba là Mộ Dung Ninh Khang tổ phụ Mộ Dung Mồ Hôi. Người thứ ba là Mộ Dung Ninh Khang thái tổ Mộ Dung Chính. Mộ Dung cổ đạo, Mộ Dung Mồ Hôi, Mộ Dung Chính đều là vũ hóa cảnh tam trọng tu vi. Mộ Dung Chính thực lực mạnh nhất, có được so sánh phổ thông vũ hóa cảnh lục trọng thực lực. Tiếp theo là Mộ Dung cổ đạo, có được so sánh phổ thông vũ hóa cảnh ngũ trọng thực lực. Yếu nhất là Mộ Dung Mồ Hôi, có được cùng phổ thông vũ hóa cảnh tứ trọng đại năng một trận chiến năng lực. Tại ba người xem ra, cho dù Hoàng Phủ Thánh Tông cường giả dốc toàn bộ lực lượng, bên mình cũng chưa chắc thất bại, cho dù thua trận cũng có thể toàn thân trở ra. Như Đàm Vân một mình đến đây, kia nhất định chết không có chỗ chôn. Công Tôn Nhược Hy an tĩnh nằm trên mặt đất, một giọt ống ánh xông phá mí mắt gông xiềng, xẹt qua thổi qua liền phá da thịt. Hai ngày này bên trong, hắn trong động phủ nghe được Mộ Dung nhất tộc, cầm tính mạng mình nghĩ áp chế Đàm Vân hèn hạ vô sĩ chủ ý. Đàm Vân, van cầu ngươi ngàn vạn đừng tới, ta tình nguyện chết, đều không muốn để cho ngươi bởi vì ta mà mạo hiểm. Công Tôn Nhược Hy trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cổ đạo A, ngươi nói Đàm Vân kẻ này có thể hay không tới? Mộ Dung hãn mặt ủ mày chao nói. Phụ thân ngài yên tâm. Mộ Dung cổ đạo âm trầm nói, để lấy Đàm Vân trọng tình trọng nghĩa tính cách, hắn nhất định sẽ tới. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.